sao bạn nhiệt độ điện nhiều ba. Hôm nay là ngày 2/1/2020, là ngày 8/12 âm lịch rồi. Em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu các bác cái chiếc máy hút bụi để các bác dùng hút bụi trong ngày Tết. Chiếc máy này thì em nói luôn là em sẽ bán theo cái giá gốc để thanh lý máy là 900.000 các bác nhé. Giá 900.000 chiếc máy hút bụi của Mitsubishi, hàng cầm tay các bạn. Đây ạ. Đây, các bác sẽ cầm tay này các bác dùng. Bật đây ạ. Máy chạy rất là khỏe nhé. Đây. Dùng cái máy này thì nó rất là gọn, nó không phải lôi theo cái cục đấy. Không phải lôi theo cái cục máy kia, rất là gọn. Con này em bán là 900.000 cho các bác. Giá bán thanh lý máy hoạt động rất là ngon, hút khỏe, rất tiết kiệm điện. Các bạn có thể rút cái này ra và các bác dùng để hút được. Cái này nó không còn cái ống đâu nhé, chắc là các bác phải dùng này để hút thôi. Nó không còn cái ống phụ đâu, mất rồi. Máy hoạt động ok, hoàn hảo, mọi chức năng. Giá bán 900 thanh lý cho các bác. Bình thường những chiếc máy này mà em bán thì nó cũng rơi tầm 1.4 triệu. Máy cực ngon luôn, máy Nhật chạy cực ngon. Được. Rất là khỏe. Mitsubishi rất là tiết kiệm điện. Các bác nào lấy chiếc này thì alo cho em nhé. Giá bán thanh lý cuối năm không đổi nguồn, không có phí ship các bác nhá, và cũng không, các bác thông cảm mà cũng không mặc cả nữa vì giá không có lại nữa rồi, bán thanh lý lấy vốn các bác nhá. Cảm ơn các bác.